Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10, huyện ủy Bát Sát đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 mở rộng nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có những bước phát triển ổn định. 20 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn. Hoạt động của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được phát huy đúng mức, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân, tìm ra những hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 để kịp thời khắc phục cũng như có phương hướng chỉ đạo trong những tháng cuối năm. Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Huyện ủy Bát Sát tiếp tục tăng cường công tác trồng rừng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2018, đảm bảo thực hiện triển khai công tác trồng cây vụ đông, cây dược liệu và cây ăn quả tại các xã. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã rà soát các tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm 2018, tiếp tục triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ huyện cần tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng, chú trọng vào các lực lượng như đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Bảo Thắng đã thực hiện giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bản Cầm. Qua giám sát, đoàn đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện còn một số chỉ tiêu khó khăn cần sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương để tháo gỡ. Đó là cơ sở vật chất, nhà văn hóa đa năng, thiếu phòng học và tiêu chí vệ sinh môi trường. Với tiêu chí vệ sinh môi trường, một số tiêu chí thành phần cần xem xét, đánh giá cụ thể, bởi trong thực hiện tiêu chí này, Bản Cầm có một số tồn tại như nhiều công trình cấp nước sạch không phát huy được hiệu quả, chưa có nơi tập kết rác tập trung, chuồng trại gia súc, gia cầm chưa được đảm bảo vệ sinh. Đoàn giám sát đề nghị xã Bản Cầm phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, thôn bản về chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ Đảng ủy xã đến Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, cần phân công cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng thôn bản và có báo cáo đánh giá định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội phát động được xem là phong trào có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chương trình xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Trong 5 năm qua, thông qua phong trào này đã có gần 16% hộ nông dân đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đây là điều kiện để Lào Cai thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo hàng năm từ 4 đến 5%. Mô hình nuôi ếch Thái Lan của gia đình anh Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Mế, huyện Simacai, là một trong nhiều minh chứng cho sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nông dân Lào Cai. Khi tìm hiểu về những điều kiện sinh trưởng của loài động vật lưỡng cư này, anh Dũng xét thấy Bản Mế có đủ điều kiện để nuôi nên đã dành thời gian về trại giống thủy sản Bảo Thắng học hỏi. Lứa ếch đầu tiên được đưa về nuôi cách đây 3 tháng hiện đã xuất bán gần hết. Với giá bán trung bình từ 70 đến 90.000 đồng mỗi kg, đã mang về nguồn thu nhập khá cao cho gia đình chỉ trong 3 tháng chăm nuôi. Lợi ích này đã được anh phổ biến đến nhiều nông dân và đã có 25 hộ học tập và làm theo. Thời gian nuôi ếch này rất là ngắn so với các cái con giống khác thì mình được bán nhanh hơn. Chỉ 2 tháng là 2 tháng dưới là mình bán được. Bán thì cũng rất là đắt vì hiện nay riêng trên thị trường chúng ta nó bán thì cũng 80.000 cân. Đấy. Thì cá mì riêng ếch thì ăn rất là ít, nó còn nhiều những cái con vật khác. Mong muốn là mô hình này thành công, làm được thì mình làm được sau thì mình càng mở rộng hơn ạ. Đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động, hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế là cách làm hiệu quả thu hút hội viên nông dân tham gia. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa hộ nông dân trong sản xuất kinh doanh giỏi với các hộ nông dân khác để tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm thực tiễn, những sáng kiến đã khơi dậy lòng đam mê, làm giàu vượt khó vươn lên của nông dân. Thông qua đối thoại trực tiếp, nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nông dân tiếp thu. Các hoạt động hỗ trợ dịch vụ về vật tư nông nghiệp, cung cấp giống, tín chấp cho nông dân vốn vay,
tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, dạy nghề, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, được truyền tải có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn. Ở đúng cả thôn tôi thì 40 mấy hộ thì 40 mấy hộ nuôi cá hồi hết. Tôi cũng chỉ mong muốn là bà con cùng nhau phát triển, làm kinh tế cho mọi gia đình. Qua phong trào thi đua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính riêng hội viên nông dân tự hỗ trợ cho vay không tính lãi đã hơn 2 tỷ đồng. Qua đó, 568 hộ thoát nghèo, 1.653 hộ nghèo vươn lên trở thành hộ sản xuất giỏi cấp xã, góp phần giảm nghèo và nâng cao thu nhập, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhân tháng Hành động Quốc gia vì người cao tuổi, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Y tế phường Pom Hán, thành phố Lào Cai tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi sống trên địa bàn phường. Công tác khám bệnh cho các cụ được tiến hành cẩn thận, kỹ lưỡng, tổng thể nhằm phát hiện sớm một số bệnh mà người cao tuổi thường mắc phải để tư vấn kịp thời phương pháp phòng và chữa bệnh. Trong đợt này có gần 200 người cao tuổi của phường được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí như hoạt huyết dưỡng não, vitamin tổng hợp, cao tan, thuốc bổ. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 55.575 người cao tuổi. Với chủ đề cộng đồng chung tay chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đưa ra mục tiêu khám sức khỏe định kỳ năm 2018 cho trên 24.000 người cao tuổi. Đây là hoạt động thường xuyên của Chi cục Dân số nhằm giúp cho người cao tuổi biết tình trạng sức khỏe của mình và cách phòng chữa bệnh để các cụ được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong thời gian này, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã tổ chức rất nhiều hoạt động như phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mường Khương, Bảo Thắng tổ chức triển khai mô hình điểm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Ngày 2 tháng 10, Hội Khuyến học thành phố Lào Cai đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập, 13 tháng 5 năm 2003, 13 tháng 5 năm 2018 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau 15 năm thành lập, hội đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Toàn thành phố hiện có trên 34.800 hội viên tham gia sinh hoạt tại 326 chi hội. Các cấp hội đã triển khai hiệu quả các phong trào, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay toàn thành phố có 27.000 gia đình, 13 dòng họ và 378 cộng đồng, 92 đơn vị đạt danh hiệu hiếu học. Bằng nhiều hình thức vận động, các cấp hội đã xây dựng quỹ khuyến học được gần 20 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp hội đã khen thưởng cho 7.609 giáo viên dạy giỏi, 136.000 học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, giúp đỡ hỗ trợ 10.547 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 1.099 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở hội đã vận động được 226 học sinh bỏ học tiếp tục trở lại trường. Công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của ngành giáo dục đào tạo thành phố, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhân dịp này, Hội Khuyến học thành phố đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Cùng thời gian này, Hội Khuyến học huyện Simacai đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, mùng 2 tháng 10 năm 1996, mùng 2 tháng 10 năm 2018 và 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học huyện Simacai 2003-2018. Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hội Khuyến học Simacai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện. Mạng lưới hội khuyến học các cấp đã phát triển rộng khắp, 100% các xã có tổ chức hội. Đến nay toàn huyện có 175 chi hội và ban khuyến học với trên 7.000 hội viên. Trong 15 năm qua, Hội Khuyến học huyện đã vận động và cùng các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm tặng trên 1.000 suất học bổng với số tiền gần 300 triệu đồng. Khen thưởng cho trên 800 lượt học sinh với số tiền là 170 triệu đồng. Hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt trong các trường cao đẳng đại học, hỗ trợ thiết bị khu vui chơi cho các nhà trường. 13 trên 13 xã đăng ký đến năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cộng đồng, đơn vị học tập theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu từ nay đến năm 2020, hội phấn đấu có tỷ lệ hội viên tham gia chiếm 22,5% dân số toàn huyện, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Nhằm tôn vinh giá trị tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy và học tập, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai đã tổ chức ngày hội sách với chủ đề Ngày hội sách mùa thu.
Tại ngày hội, thầy cô giáo và các em học sinh đã thành lập các gian trưng bày, giới thiệu sách với nhiều chủ đề khác nhau, như sách là giá trị của cuộc sống, sách vở đầy bốn vách, có mấy cũng không vừa, sách cội nguồn của tri thức. Trong ngày hội cũng diễn ra các hoạt động như kể chuyện về sách, sân khấu hóa, nội dung về sách, trò chơi âm nhạc, kỹ năng nghe, giới thiệu sách, tác dụng của việc đọc sách. Thông qua các hoạt động này đã góp phần tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.